Chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm học 2009-2010. Đề bài như sau. Trình bày phương pháp tinh chế CH4, tinh khiết từ hỗn hợp khí gồm có CH4, C2H2, CO2, C2H4. Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có. Để làm được bài này thì chúng ta xử lý như sau. Đầu tiên em sẽ dẫn hỗn hợp khí này qua các bình mắc nối tiếp nhau. Dẫn hỗn hợp khí. Qua các bình mắc nối tiếp. Đầu tiên là bình 1. Bình 1 chứa dung dịch CaOH 2 lần dư. Thì khi đó là CO2 sẽ bị hấp thụ hoàn toàn. Rồi, bản chất như thế này. CO2 được tác dụng bởi CaOH 2 lần dư để tạo thành CaCO3 kết tủa màu trắng cộng H2O. Đây là phương trình 1. Như vậy chúng ta sẽ dẫn khí thu được sau phản ứng. Khí thu được sau phản ứng. Gồm thứ nhất là CH4, cái thứ hai là C2H2, C2H4. Mà đừng bao giờ quên là hơi nước sinh ra sau phản ứng một, được chưa? Sẽ là dẫn qua bình 2 chứa. Bình 2 ở đây chúng ta sẽ chứa dung dịch brom để cho hai chất hữu cơ là C2H2 và C2H4 sẽ hấp thụ. Chứa dung dịch brom dư. Thì cái đó là gì? Thì C2H2 và C2H4 bị hấp thụ hoàn toàn. Hoàn toàn là quy tắc nha. À, bản chất như thế này. CH nó 3CH cộng brom. Bản chất đây nó sẽ biến liên kết 3 thành liên kết đơn CHBr2. CHBr2. Đó. Tiếp tục chúng ta đó là CH2 nối đôi CH2 qua brom để tạo thành CH2 brom. CH2 brom. Rồi. Như vậy chúng ta còn sau phản ứng thì chúng ta có thu được hai khí. Đây chưa? Đó là CH4 và nước, hơi nước. Hơi nước có trong dịch brom đấy. Thì mình nhận qua bình đựng H4 đặc. Bây giờ khi đó khí bị hấp thụ là nước, khi đó mình sẽ thu được CH4 tinh khiết. Rồi, cái đó này. Cái đó là CH4 và H2O thoát ra khỏi bình 2. Được chưa? Cho hấp thụ vào bình 3. Bình 3 của chúng ta là chứa dung dịch H4 đặc nóng. H4 đặc, được chưa? Thì nước bị hấp thụ. Được chưa nào? Khi đó chúng ta sẽ thu được, ở đây chúng ta sẽ ra là thu được CH4 tinh khiết. Đó. Đây là toàn bộ ý tưởng của bài tập này. Đây có thể nói là một câu khá là hay em nha. Chúng ta nhắm được triết lý thôi. Mà này thì tác dụng được brom đấy, thằng này tác dụng được với CaOH 2 lần. Vậy chúng ta nhớ là hỗn hợp cuối cùng thì có CH4 và hơi nước. Thì nhớ cho thầy là qua H4 đặc để nước bị hấp thụ. Như vậy khi đó mình sẽ thu được CO4 tinh khiết. Thế thôi nha.